mình bắt đầu học hen cả nhau. Hôm bữa đang làm đề 7 còn hai câu lộn đúng không? Rồi giải quyết cho xong luôn. Ở đây dùng cô câu này đi bốn. Xác định cho ô chủ quán Giờ lại cũng viết cái phương trình cái bạn bán cái sơ đoạn cái hàng rồi sẽ mình xô chỉ qua. Mình xô xí quá trước sau bỏ gì mình coi đi phố. Em không Rồi N ở H lấy cộng một sẽ chuyển O. tập Rồi cái tính là N. cộng năm Cộng 5 à. Rồi sản phẩm FE. cộng ba Rồi FE cộng 3. Rồi nộ 3 trừ giống bên đây ha. Cộng 5 trừ 2. Rồi nộ 2 bốn rồi là cộng 4 rồi đúng không một tiền rồi xác định chất khử vô si quá rồi xác là chất khử các độ ba rồi với các quá trình ra ha. Fe từ không lên Fe cộng 3 là 6 phút bán và nhường ba em. Quá trình này là quá trình họ oxy hóa rồi n từ cộng 5 xuống cộng 4 hỏi là sao đây nhận một à nhận một e. Quá trình này là quá trình và chờ hệ số cho cô đi phố. Ở trên nhân ở dưới nhân ba rồi điện lên phương trình ba nè bốn ba dư nè cộng 4 là ba nộ 2 nè. Rồi và sao nữa ba nè cộng 5 ba nè cộng 5 thấy phải không mình FN FN nổ ba ba đi tơ nổ đi tơ phải tới 6 còn bị mấy nước ba ba nước nha. Cái dạng này là dạng có môi trường N cộng 5 trước phản ứng của mình sẽ bao gồm N cộng 5 môi trường với lại N cộng 4 bị khử. Rồi, xong nha. Câu 2. Rồi, làm câu 2A dùm cô đi, Đạt. Câu A nè. Cô là gấp 16 với câu thành OS2 H2 2B6 BS2 4 O 3 3B 3B4. Rồi ta 3B4 bây giờ cũng còn. Rồi đây là câu A ha, với cấu hình của Lưu Quỳnh thôi. Rồi câu B yêu cầu xác định vị trí. Hãy xác định vị trí giùm cô đi ha. Dạ là O 16 16. Rồi. Dạ chu kỳ. Chu kỳ 3. Rồi. Nhóm 6 A. 6 A. Rồi nha. Thích
dùng cô sao xác định được vị trí vậy hả? Dạ mình cộng hết mấy cái số số cho ừ, thì nó ra là gì nè? Dạ ra 16 là số thứ tự không, là số hiệu nguyên tử á, là số e đó. Rồi chu kỳ. Dạ chu kỳ là số lớp. À, số lớp có 3 lớp, chu kỳ 3. Rồi số thứ tự nhóm. Dạ là số e ở lớp ngoài cùng. À, tại vì là nguyên tố nhóm a đúng không? Cái dạng là NSA, NBB nè, nguyên tố phân nhóm chính. Cho nên là e quá trị của nó là e lớp ngoài cùng luôn. E 6, nhóm 6a. Rồi xong câu B. Tới câu C. Không làm câu C dùng cô cái hơn. Giờ cô cũng hứng hợp chất lưu huỳnh với hydro là H hay đó. Ừ, sao biết là H hay hơn? Lưu huỳnh nó có số hydro trong lớp ngoài cùng là 6 mà lấy 8 trừ 6 ra 2. Ờ, lưu huỳnh ở nhóm 6A hợp chất khí với hydro là nó sẽ hiện quá đi 2. Nên có hứng là H hay hơn. Rồi. Câu D, viết công thức electron và công thức cấu tạo. Minh Châu. À, có một cái trong à. Ừ, trí ra lại. H, 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 H,
rồi. 2H carbon, đúng không? Rồi, làm sao nữa? Lưu huỳnh là H2 chấm. H là góp mấy nè? Góp 1. Rồi, H là phải góp 1. Vậy thì lưu huỳnh bỏ vô 1. 1, rồi H bên đây cũng góp 1. 1, rồi lưu huỳnh cũng bỏ vô 1. 1, vậy là H xung quanh là 2 nè. Còn lưu huỳnh, nãy lưu huỳnh là nhóm mấy? Lưu huỳnh là nhóm 6A. Mà nó góp mấy rồi? Góp 2, ủa góp 4, nó góp, góp 2. Nó góp 2 rồi, vậy là nó còn mấy e chưa thành liên kết? 4. Nó còn 4 e gì, để 4 e bên ngoài cho nó ha. 4 e bên ngoài là 4 e chưa có hình thành liên kết nè. Rồi mình thấy xung quanh nó được 8 e nè nha. Rồi chuyển qua con thấy con tạo. Vậy giữa H với S là liên kết gì ha? Liên kết gì ha? Cái gì em? Liên kết đơn. Liên kết đơn. Rồi. Cấu trúc của nó là cấu trúc góc nha mấy bạn. Rồi. Hen, để mà. Rồi xong cái này này ha. Rồi cô tiếp. Tiếp đề 7, đề 8. Rồi, câu đầu tiên. Bạn Hoàng Anh chưa vô. Bảo Di chưa vô. Khánh An, là dùm cô Khánh An. Dạ cô. Thôi làm câu 1, đọc câu 1 này giùm cô. Vỏ nguyên tử có 3 lớp, đúng không? Vỏ có 3 lớp E. Lớp ngoài cùng thì có 4 E. Hỏi là hỏi tổng số hạt mang điện trong Y thì sao? Chị thì từ cái số lớp với lại lớp ngoài cùng mình tìm được gì ta? Dạ, tìm được số E. Số E. Cô đem ra ngoài, cô viết tính viết trong đây mà thấy trong đây chật quá. Viết chen chen khó nhìn quá. Rồi, viết được cấu hình đúng không? Viết cấu hình cho cô đi.
một ớt. Dạ, một x2, 2 x2, 2 b6, 3 x2, 3 b2. Ờ, 3 b2, đúng không? 3 lớp. Vậy thì mình viết cho tới 3 lớp. Rồi lớp ngoài cùng có 4e. Mình viết đếm cho mà tới lớp ngoài cùng mình 4e thì mình dừng. Vậy thì phải là 3 x2, 3 b2 ha. Lớp ngoài cùng 4e. Rồi, vậy từ góc hình e mình tìm được cái gì? Thế mình tìm số hạt mang điện. Vậy thì số hạt mang điện trong nguyên tử là hạt gì với hạt gì hả Thế Nam? Dạ là B với E. Ờ, hạt mang điện là hạt B với hạt E. Vậy thì từ cấu hình E mình sẽ được hạt gì? Dạ B bằng E bằng 14. Ờ, B bằng E bằng 14. Còn E bằng 14, vậy thì B cũng bằng 14. Vậy thì tổng số hạt mang điện nó sẽ là? Dạ là 28. Ừ, là 28, đáp án là câu A. Câu 2, gọi đọc câu 2 làm dùm cô ha. Bạn bạn Thái. Hello. Rồi đọc hết 4 đáp án câu 2 cho cô biết câu này là câu đúng. Dạ câu em cũng chưa biết câu này câu đúng nha. Dạ đọc từng câu. Câu A, các electron trong cùng một lớp vậy đó có mức năng lượng bằng nhau, đúng hay sai? Sai. Sai, nhưng sao mới đúng? Ờ, nó tăng dần lên. Biết biết là cái electron á thay cái mức năng lượng lên từ từ hạt nhân ra sai hạt nhân là nó tăng dần, nhưng mà ý của nó là bây giờ câu A của mình á là cái A trong cùng một lớp á thì mức năng lượng nó không bằng nhau chứ đâu sao? Cùng một lớp thôi cơ. Chỉ là nó bằng nhau. Vậy là câu A đúng. Vậy là câu A đúng. Cùng một lớp nó có bằng nhau không? Dạ bằng. Cùng một lớp mà bằng. Cùng một lớp có bằng nhau đâu. Cùng một lớp thì nó chỉ sao thôi. Chưa học bài phải không? Thì chưa. Ờ, nay chưa học bài là chừng nào học bài. Dạ. Rồi đó, bạn nào học bài rồi đó, cô nghe câu này ơi. À, Phúc nè. Cô A Phúc, cô A... Cô nói chưa đúng chỗ nào Phúc? Phúc ơi. Rồi, mất tiêu luôn. Kệ, câu A sao kệ? Là có mức năng lượng gần bằng nhau. Đúng rồi, nó chỉ gần bằng nhau thôi, chứ nó không có bằng nhau, nên câu A là chưa đúng nè. Rồi, câu B. Kệ làm tiếp đi kệ, bạn thấy chung quanh rồi kệ, câu B kệ. À, hình như là câu B. Đúng hay sai? Những electron mà ở gần hạt nhân thì có mức năng lượng cao nhất. Đúng rồi, sai kìa. Hình như là thấp nhất. Hình như là thấp nhất, đúng rồi. Ở gần hạt nhân thì phải là thấp nhất, chứ không phải là cao nhất. Rồi, câu B cũng sai. Câu C. Là cao hơn. Đúng rồi, hai bên mức năng lượng cao hơn một ớt, đúng không? Mình biết cấu hình theo mức năng lượng đó, một ớt, hai ớt là hai b, thì đi từ một ớt hay là đi từ một tới đi từ một ra xa đó, thì cái mức năng lượng nó phải tăng lên. Nên câu C cũng chưa đúng. Câu D, những electron ở lớp cao thì có mức năng lượng thấp nhất, đúng không? Dạ đúng con. Đúng. Tại vì lớp cao là lớp thứ mấy? À, lớp thứ nhất. Lớp thứ nhất là lớp gần hạt nhân, lớp có mức năng lượng nó sẽ thấp nhất.
rồi đi từ gần tới ra xa hạt nhân thì mức năng lượng nó tăng lên. Nhưng câu đây là câu đúng. Ở lớp học bài nha, các bạn học bài các bạn làm câu lý thuyết được nha. Câu 3, vậy là được câu 3 không Thái? Dạ cô. Câu 3 hả cô? Theo quy luật biến đổi tính chất của các đơn chất trong bảng tuần hoàn thì quy luật. Cái quy luật là gì? Trong một cái chu kỳ đúng không? Đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Tính vi kim nào? Dạ, tính vi kim tăng. Tăng dần, còn tính kim loại nó giảm dần. Rồi còn trong cùng một nhóm trên dưới là vi kim giảm. Kim loại tăng. Rồi thì theo cái quy luật đó, vậy cuối cùng vi kim mạnh nhất là gì và kim loại mạnh nhất là gì? Vi kim đúng rồi. Vậy bây giờ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 chạy tới nhóm 7 thì cái nhóm nào sẽ là có cái tính phi kim mạnh nhất? Dạ, nhóm 7. Đúng rồi, nhóm 7. Vậy vì trong một cái nhóm 7 đi từ trên xuống dưới, đúng không? Flor, Clor, Probiot thì cái nào là mạnh nhất? Đây là Flor. Flor là mạnh nhất nên đáp án là câu B, đúng không? Còn phi kim, xin lỗi, còn kim loại. Kim loại thì nhóm mấy sẽ là cái nhóm kim loại mạnh? Là kim loại 1. Nhóm 1, và nhóm 1A có gì? Có hydro, gồm có titi, natri, kali, rubidi, cesi. Vậy thì cái nào sẽ là mạnh nhất? Là kali. Trước kali nó còn cesi nữa mà. Ủa, cesi nữa hả? Vậy là liti. Sao? Trong cùng một nhóm. Yeah. Trong cùng một nhóm đi từ trên xuống dưới cái loại nó làm sao? Để tăng. Tăng, tăng gì? Ủa, vậy. Ai cũng kể kẹp kẹp không? Hydro là bỏ ra rồi. Titi nè. Natri nè. Kali nè. Kali. Rubidi nè. Đúng là cesi. Thì từ trên xuống dưới tính kim loại nó làm sao? Nãy em đặt cái quy luật á, trong cùng một nhóm thì từ trên xuống dưới tính kim loại nó làm sao? À, giảm. Sao hồi tăng hồi giảm vậy? Rồi xuống dưới rồi cậu. Trong cùng một nhóm. Vậy là tăng. Tăng dần. Vậy thì cái này nó mạnh nhất. Mạnh nhất là kali. Nè, liti, natri, kali, rubi, cesi, cái chiều. Trên cái chiều cái cu ghi nha cậu. Cái cu ghi. Tưởng tên cái con ba chứ. Vậy là cesi. Cesi phải mạnh nhất chứ không phải là kali. Tưởng tên câu cô nói. Trên cái câu mình đang làm là bốn đáp án, chỉ có một đáp án đúng, hiểu không? Tức là câu A là sai á, mạnh nhất phải là cesi, tức là mình học lý thuyết của mình cesi mới là mạnh nhất nè. Mà nó ghi là kali, ghi là liti nên nó sai. Câu D thì tại vì mình nói mạnh nhất là clor và iốt mạnh nhất là sai, nên đáp án là câu B. Rồi câu số 4, Hoài An mình cô Hoài An. Câu E. Rồi, sao sai ngoài em? Không có con lớp hay đời. Có một lớp hay đời. Đúng rồi. Lớp thứ hai là nó có mấy con lớp? Hai. Là con lớp nào? Lớp thứ 2B. Hay ớt thứ 2B. Còn lớp thứ nhất? Con lớp lớp. Một con lớp. Một con lớp đó là? Một lớp. Một ớt. Rồi. Câu 5. Phú là gì nguyên phú? Câu 5 Phú ơi. Nè. N3 là liên kết cộng hóa trị, xin là cũng cộng hóa trị đó, N3 là cộng hóa trị. Câu C. Câu C. Rồi liên kết cộng hóa trị hết cho cô, là sẽ chọn câu C. Tại trong đó vừa có cộng quá trị phân cực, vừa có cộng quá trị không phân cực nên thôi chọn cộng quá trị
thôi. Nào cộng có trị thôi, vậy thì cái nào cộng có trị có phân cực đâu? Hết sinh là. Hết sinh là một chớp. Được ba. Ba hai chớp. Tới rồi mẹ. Rồi ba chớp. Còn được hai. Là không phân cực. À, cộng quá trị không phân cực nên rốt cuộc là phải chọn cộng quá trị ha. Tức là trong cái chất người ta cho vừa có cộng quá trị có phân cực, vừa có cộng quá trị không phân cực nên mình sẽ không chọn câu A và câu B được, em phải chọn câu C nha. Còn khi nào mà cái giải chất người ta cho là toàn là cộng quá trị có phân cực á thì em chọn là có phân cực ha. Hoặc là toàn là cộng quá trị không phân cực thì em mới chọn cộng quá trị không phân cực nha. Rồi câu 6. Rồi là cô thấy dùng cô ơi Đạt. Dạ nghe cô. Ừ. Cô lại đề lập phương trình. Đó đọc cái đề lập phương trình là tổng rô tông trong hai hạt nhân nguyên tử như là tổng hai cái rách bằng 32. Tìm tổng E quá trị của hai nguyên tử này. Hai nguyên tử X và Y cùng một nhóm E. Đúng rồi, chu kỳ liên tiếp. Cùng một nhóm vậy á mà hai chu kỳ là hai chu kỳ liên tiếp. Rồi, vậy thì sao? Vậy thì mình phải nhớ lại là khi mà hai nguyên tố cùng một nhóm và ở hai chu kỳ liên tiếp thì cái mối liên hệ giữa Z của nó là gì? Z nó sẽ như thế nào? Z nó tăng lên. Biết là nó phải tăng rồi nhưng mà cũng nó ý là nó hơn kém nhau bao nhiêu mình mới có cơ sở mình làm, chính mình chỉ nói nó tăng thôi mình đâu biết làm sao. Một chấm mấy luôn cô. Sao một chấm mấy hả? Rồi cái bảng tuần hoàn ra nào, bây giờ lấy cho cô hai nguyên tố cùng một nhóm A mà ở trong người liên tiếp với Z nó hơn kém nhau bao nhiêu? Nhìn vô nhóm 1A đi cho dễ. Bây giờ ví dụ như Li-ti với lại Natri đó, phải không? Có phải là cùng một nhóm là nhóm 1A và hai chu kỳ liên tiếp là chu kỳ 2 và chu kỳ 3 không? Đó, mình coi cái giá nó hơn kém nhau bao nhiêu? 8. Ừ. Rồi nhìn xuống Li-ti với lại Rubidi đi. Xin lỗi Kali với lại Rubidi 18. À, 18. Vậy là nếu hai nguyên tố cùng một nhóm mà ở hai chu kỳ liên tiếp thì Z nó hơn kém nhau bao nhiêu? Z hơn kém 18. Nhau bao nhiêu đơn vị? À, 8 hoặc là 18. À, 18. Vậy bây giờ mình phải coi hai cái đó là cái nào. Bây giờ xét 8 trước đi ha. Nếu hơn kém nhau 8 vậy thì cái phương trình thứ hai mình sẽ lập như thế nào? Câu là ZX cộng với 8 bằng ZY. Coi như là X đứng trên đi đứng dưới đi ha. Vậy thì ZY đứng bằng X cộng 8. Ra tìm ZX với ZY rồi. Không phải tính. Khoan. Mười hai với hai mươi. Rồi còn nếu hơn kém nhau 18. Bấm vậy là z ít 7 25 thằng z y hả em, đúng không? Vậy đúng không? Rồi vậy z ít với z y 7 25. Rồi vậy giờ sao sao để biết nó là cái cặp là 12 với 20 hay là 7 với 25? Cô là coi cái nào nó ở giữa hai cái đó. Giữa hai cái đó là sao? Trời, cho em nó thuộc nhóm gì? Thuộc nhóm A. Thuộc nhóm A. Thuộc nhóm A thì các 25 thấy nó có thuộc nhóm A không? Đi cấu hình ra. À. Đúng không? Muốn muốn biết nó đúng hay sao em đi cấu hình ra. Em đi cấu hình ra em sẽ thấy là hai cái này là không cùng một nhóm nè mấy đứa. Còn cái này là cùng nè.
Với lại thấy 25 rồi mình đi cấu hình rồi mình thấy nó không có rơi vô nhóm A rồi, cho nên là cặp này là loại nè. Chọn cặp bên đây nè. Thì bây giờ người ta hỏi tổng E quá trị, hỏi tổng xe trong quá trị á, vậy làm sao? Bây giờ mình phải viết cái E ra. Rồi viết cấu hình E ra để coi cái E quá trị mỗi cái là nhiêu rồi cộng lại đó. Giờ lấy cấu hình của X viết nè. Viết đi. Cô là 1x2, 2x2, 26, 3x2. Ờ, vậy E quá trị đó là bao nhiêu? 2. Ờ, E quá trị là 2. Rồi, còn lấy cái 20 viết. Cô là 1x2, 2x2, 26, 3x2, 36, 4x2. 4x2, ờ, vậy E quá trị của nó là? Là 2. 2, vậy tổng 4. Rồi được nha. Còn cái hiệp viên này còn bên đây. Nếu mà em biết cái cặp bên kia ra thì em sẽ thấy là nó không có. Nè như thế là cùng nhóm nè, đúng không? Cùng nhóm 2A nè. Còn bên đây em biết cấu hình ra. Thầy với cấu hình giùm cô ơi hả? Dạ là 1x2, 2x2, 2B3. Vậy là nó ở nhóm mấy? Dạ là nó ở nhóm 6, ở nhóm 5A. Ờ, nhóm 5A. Rồi còn có hình là viết là 25. Dạ là 1x2, 2x2, 2B6, 3x2, 3B6, 4x2, 3D5. Ờ, 4x2, 3D5. Mình sửa lại là 3D5, 4x2. Thì nó đâu là nhóm chính, đâu là nhóm A, nó đâu cùng nhóm với cái Y. Cho nên thành ra cái trường hợp của mình là hơn kém nhau 8 đó nha. 3D5, 4X2. Thì nếu xét thứ tự số, số thứ tự nhóm thì đổi nhóm mấy hả Hà? Dạ nhóm 7, 7B. Ờ, 7 nhưng mà 7B, nó không có cùng nhóm đâu. Cho nên là cái trường hợp bên đây nha. Rồi, giờ lưu ý cái E quá trị dùng cô hen. E quá trị là cái cách xác định E quá trị của nhóm A với lại nhóm B nó khác nhau đó. Như trường hợp này E quá trị là 7 nè, đây là E quá trị là 5 nè, E quá trị là 2, E quá trị là 2 nha. Rồi, câu 6B. Câu 7 sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng tính kim loại. Rồi cô bóc ra để bạn sắp xếp giùm cô ha. Bạn Hưng sắp giùm cô có này bạn Hưng. Ba nó có cùng chu kỳ cùng nhóm gì không Hưng? Dạ có li ti bo với carbon là cùng chu kỳ. Li to em chứ không phải carbon. Nitơ, Liti 3, Bo 5, với Nitơ 7 là cùng, em nói cùng chu kỳ phải không? Cùng chu kỳ 2 đúng không? Vậy thì tính kim loại sao? Vậy tính kim loại giảm dần. À, vậy là Liti sẽ mạnh hơn Bo, Bo mạnh hơn Nitơ, vậy là cái gì vậy nè? Còn cái gì mình chưa so sánh? Dạ, còn Liti với Natri. Natri là natri đứng chung nhóm, không? Chung nhóm cái gì? Chung nhóm với li ti. Li ti vậy là natri đứng dưới nè. Vậy là trong cùng một nhóm, từ trên xuống dưới thì tính kim loại đó làm sao? Vậy nó giảm dần. Trong cùng nhóm, một nhóm, đi từ trên xuống dưới, theo chiều tăng điện tích thành nhân. Kim loại đó sao em? Giảm tăng dần. Tăng dần, vậy thì cái nào sẽ mạnh hơn? Vậy natri mạnh hơn. Natri mạnh hơn li ti. Vậy thì sắp cho cô ơi. Theo chiều tăng dần, vậy thì mạnh nhất phải là. Vậy phải là natri. Natri là natri phải đứng cuối. Vậy thì còn hai câu này. Rồi yếu nhất. Vậy yếu nhất là li tơ. Còn li tơ, vậy đáp án là câu. Câu A. Câu A. Để chung là cho em các cái nguyên tố mà cho theo cho kèm với số hiệu nguyên tử là để em viết cấu hình đó. Để em thấy cái vị trí ô chu kỳ với lại nhóm thì em sắp nó đưa về cùng chu kỳ, đưa về cùng nhóm gì đó để em so sánh.
nếu như mình không đưa về được cùng chu kỳ cùng nhớ thì mình sẽ sử dụng nguyên tố không gian nha. Rồi rồi 7A câu 8 giờ hỏi tới bán kính. Rồi là dùng cô câu 8 coi bạn Minh Châu hoặc dùng Minh Châu. Hỏi nhận xét này sau đây là đúng, nghĩa là người ta kêu em xác định coi là trong bốn nguyên tố này thì cái nào là X, nào là Y, nào là Z, nào là T á. Thì giờ sau mình tìm đây. Vậy thì mình phải sắp, đúng không? Sắp xếp cái tính kim loại á để mình có cái bán kính của nó. Với cấu hình. Với cấu hình. Rồi mình với cấu hình để mình sắp xếp tính kim loại ha. MG. MG 1 2 2 2 2 2 6 3 2. Rồi. Nhờ. 1 2 2 2 2 2 6 3 2 3 2 1. Rồi, kali. 1 2 2 2 2 2 6 3 2 3 2 6 4 1. Rồi, nên canxi. Hai mươi sáu ba mươi hai ba mươi sáu bốn mươi hai. Vậy thì mình thấy nó ở những chu kỳ nào và những cái nhóm nào ha? Nhóm thì có nhóm mấy nè? Nhóm M rồi. Nhóm hai. Nhóm hai A. Và nhóm mấy A nữa? Nhóm ba. Ba A. Rồi nhóm cái bên này nhóm 1 A. A. Rồi chu kỳ thì mấy? 1 A. Chu kỳ 4. Chu kỳ 4. Rồi chu kỳ mấy nữa? Như magie, như nhôm, như ở magie với nhôm là chu kỳ mấy? Magie thì ba chu kỳ ba, đúng không? Ba hết hai, ba hết hai, ba bi một. Rồi giờ đi vô nè, magie là chu kỳ ba nhóm, nhóm ba, nhóm hai, hai a. Rồi nhôm là chu kỳ ba nhóm, ba a. Kali là chu kỳ bốn phòng nhóm, một a. Rồi canxi là chu kỳ bốn nhóm, 2A. Rồi đâu mình sắp rồi, mình so sánh rồi. Giờ so sánh cái nào với cái nào trước? So sánh MG với L. MG với L, giờ so sánh tính kim loại đi ha. Tại vì nó là kim loại thì mình so sánh tính kim loại đi. Rồi tính kim loại của magie với nhôm cái nào mạnh hơn? MG mạnh hơn. MG mạnh hơn, cùng chu kỳ nè. Rồi so sánh cái nào với cái nào nữa? Kali với canxi. Kali với canxi là cũng cùng chu kỳ nè. Cái nào mạnh hơn? Kali mạnh hơn. Kali mạnh hơn. Rồi còn MG với canxi hả? Thì cái nào mạnh hơn? MG với Kali. Canxi. Ủa? Mạnh hơn. Canxi. Không, từ trên xuống dưới thì tính kim loại nó làm sao? Em biết. Từ trên xuống dưới tính kim loại nó làm sao? Tăng dần. Tăng dần lên thì nó canxi mạnh hơn magie. Rồi vậy điền với cái bán kính được chưa? Cái tính kim loại càng lớn thì bán kính nó càng gì? Tính kim loại càng mạnh thì bán kính nó càng gì? Càng lớn. Càng lớn, đúng không? Vậy thì kali là mạnh nhất nào, vậy bán kính sẽ bự nhất nào? Vậy là kali đâu như thế nào? Cái đi với T. Kali là bán kính bự nhất. Z. Z, rồi là kali vô đây. Đúng không? Rồi. Nhỏ hơn chút là gì?
canxi. Canxi là ít. Rồi ít. Rồi nhỏ hơn cái nữa là magie. Magie T. Rồi đi lên. Và cuối cùng là đi. Rồi cho đáp án cái nào là đúng. Đi. Không. Câu C. T là mg. Rồi, câu C đúng. Rồi. Còn ví dụ như người ta đổi là người ta gieo là phi kim đi. Nếu mà mình gieo phi kim, người ta cho bán kính thì mình cũng sẽ sắp tính phi kim. Không, tăng dần, giảm dần thì nó tính phi kim. Rồi mình biết là cái nguyên tố mà có cái tính phi kim mà càng mạnh á thì bán kính nó càng nhỏ, không có ngược với kim loại thôi. Rồi 8C nha. Rồi câu 9, dấu hiệu để biết phản ứng oxy hóa cử. Ở gì? Duy ơi. Dạ. Dấu hiệu để biết phản ứng oxy hóa cử là gì Duy? Mình nhớ phản ứng mà sao mình biết nó là phản ứng oxy hóa cử? Có cái gì? Thì đường gì? Thì có dấu hiệu nào? Có sự thay đổi số oxy hóa của một số nguyên tố ở trong cái phản ứng. Có nghĩa là mình đi tính số oxy hóa của các cái chất trước và sau phản ứng. Thì có sự thay đổi thì là oxy hóa cử, còn không có sự thay đổi thì không là oxy hóa cử. Rồi câu 10. Thế nè. Liên kết đơn thế nè. Em chọn được không? Hôm nay dễ quá trời giờ được không? Dạ. Hay là dễ ra? Dạ là 3. Cái nào vậy Khánh An? Dạ là 3 cái đầu. Ủa? Cái đơn? 3 cái đầu hả? Cái đầu tiên là oxy, nitơ và boron hả? Nghĩa là quên bài này hả? Rồi gì nhớ lại? Oxy. Oxy là ở nhóm mấy A? Oxy là ở nhóm mấy A hả thế này? Mấy A lúc ngoài cột? Dạ nhóm 6 A. Nhóm 6 A vậy là 6 E lúc ngoài cột đúng không? Vậy thì góp sẽ góp vô mấy? Dạ góp vô 2. Oxy bỏ vô 2. Ngoài cột. 4. Vậy ở nó có hình thành liên kết gì? Dạ liên kết đôi. Có hình thành liên kết đôi, sao liên kết đơn được. Rồi N2. N là nhóm mấy? Là nhóm 5. Nhóm 5 vậy là nó sẽ góp vô. Dạ góp vô 3. Mỗi đi tôi bỏ vô 3. Chỉ ngoài còn 2 nè. Ở giữa là thành liên kết. Liên kết 3. Liên kết 3. Rồi còn brom, brom là ở nhóm mấy? Nhóm 7A. Nhóm 7A vậy là mỗi bên góp vô mấy? Dạ góp 1. Mỗi bên góp 1. Vậy ngoài còn 6. Rồi ở giữa hình thành liên kết. Liên kết đơn. Liên kết đơn. Cái này liên kết đơn được nè. Rồi NH3. H góp mấy? H thì luôn luôn góp mấy? Dạ góp 1. H là luôn luôn góp 1. Rồi mới vô 1 nè. 1 nè.
một nè, điện nitơ cũng bỏ vô. Em bỏ vô một. À, bỏ vô một. Rồi, điện nitơ còn mấy em chưa tham gia liên kết? Dạ, hai. Hai. Em năm em chưa tham gia liên kết, nó lớp có ba hả? Nên là nó còn hai. Vậy là liên kết gì hả thế nè? Dạ, liên kết đơn. Ờ, liên kết đơn, những cái này liên kết đơn được nè. Rồi CH4 là C, xung quanh là 4H. Thì mỗi H góp vô mấy? Dạ góp vô 1. Góp vô 1, C cũng bỏ vô 1. Rồi là đủ 4 luôn á. C đem 4 E đi, hình thành liên kết mà góp 4 hết luôn. Là hết hết E, không không hình thành liên kết rồi đó. Đây là liên kết hết á. Vậy thì liên kết sẽ là liên kết nó liên kết đơn. Vậy CH4 được nè, đúng không? Rồi C2H4. Vậy đây H, đang H, đúng không? Vậy C, đây H. H. Rồi C góp, của H góp 1. À. C bỏ vô. Bỏ vô 1. 1. Rồi mấy câu kia cũng vậy. Thì giữa hai cái C. Thì mỗi xe bên góp vô mấy? Bỏ vô 2. Ờ, bỏ vô 2, tại vì xe là giống 4, đúng không? Vậy là hình thành liên kết. Giữa hai xe là liên kết gì? Dạ, giữa hai xe là liên kết đôi. Ờ, giữa hai xe là liên kết đôi, còn giữa xe với H là liên kết gì? Dạ, liên kết đơn. Ờ, liên kết đơn, tức là nó vẫn có liên kết đôi đơn nha lớp, như là bản nó vừa có liên kết đơn vừa có liên kết đôi chứ không phải là liên kết đôi không, nhưng mà đề người ta hỏi là chỉ có liên kết đơn cái chữ chỉ, thành ra nếu có liên kết đôi thì mình sẽ không chọn nó được nha. Rồi tiếp HCl, HCl H góp mấy? Dạ góp 1. Rồi góp 1 và lao bỏ vô. Bỏ vô 1. 1 xung quanh H còn mấy? Còn 6. Còn 6. Là liên kết, là liên kết. Là liên kết đơn. Ờ, liên kết đơn, H sẽ là được nè. Rồi, sẽ 2H2. Giữa C với H là liên, là gom mấy E. Ờ, mỗi cái bỏ vô mấy E. Dạ, 1. Vậy còn hai cái C là mỗi C bỏ vô mấy? Dạ bỏ vô 2. Mấy? C nó đem tới 4 E đi thành 2. Dạ 3. Rồi gì nữa là liên kết? 3. Rồi gì nữa có liên kết 3 rồi. Thành ra là đến thì thế này 1, 2, 3 4 chứ hả? 1, 2, 3, 4. Câu D. Rồi vậy là mấy bạn phải vẽ ha. Đúng không? Ví dụ như nhớ, ví dụ nhớ như con tôi sẽ liên kết đôi nào. Vì em nhớ chắc chắn thì em khỏi vẽ nữa. Ví dụ như mình không nhớ là mình phải vẽ công thức E ra là chỉ luôn không có tạo nha. Rồi ha. Rồi câu 11, Thái là dùng cái Thái, cộng quá trị nè Thái. Dạ alo. Ờ. Dạ là. Dạ là câu E. Câu E, ờ. Cặp E trong chung ha. Một hay nhiều cặp nha, thì nó có thể hai cặp, ba cặp gì đó, một hay nhiều. Chứ không nhất thiết phải là một hoặc không nhất thiết phải là hai nha, một hay nhiều. Rồi câu 12, rồi đọc từng cái phát biểu rồi cho cô biết nó đúng hay nó sai rồi chọn nha. Bạn hiển vô họ phút nãy gọi mà nó mất tiêu à. Kiệt là như mấy kiệt. Câu A kiệt.
hư cô, câu A là câu A là đúng. Trong các cái nhóm A, theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần. Trong một nhóm theo chiều tăng là đi từ trên xuống dưới, đúng không? Tính phi kim giảm dần đúng rồi nè, tính kim loại tăng dần nên là bán kính nó tăng dần, đúng rồi. Tiếp câu số 2, câu số 2 là sai. Rồi sai sao vậy kì? À, tính kim loại giảm dần. Đúng rồi, một chu kỳ đi từ trái sang phải theo chiều tăng điện tích hạt nhân là tính phi kim nó mới tăng dần, còn tính kim loại nó phải giảm dần, đúng rồi. Rồi còn câu 3. Câu là độ âm điện lớn nhất. Đúng rồi, mạnh nhất, độ âm điện phải lớn nhất chứ không phải nhỏ nhất, vậy câu này sai. Rồi tí, câu số 4. Câu 4 là hợp chất với hydro của nguyên tố ý, mà nguyên tố ý nó thuộc nhóm 6A là H3Y. À, H2Y. Đúng rồi, đó là H2Y nhóm 6 mà, hay không lại sai luôn. Người ta hỏi số phát biểu gì? Sai, vậy thì chọn mấy? Là câu C. Rồi, câu C, 3 cái sao. Đây vậy nè mấy bạn phải học kỹ lý thuyết giùm con nha. Học lý thuyết cho chắc nha, để đếm phát biểu cho đúng nha. Mấy câu đếm đếm bạn thường hay sai lắm á. Rồi, câu 13. Trong vỏ nguyên tử của nguyên tố ý, tổng electron ở phân lớp B là 10, hỏi ý thuộc loại nào? Ngoài A là những cô đi ngoài A. Viết cấu hình là cấu hình cô viết nè. 1x2 2x2 2x6 2x6 2x2 3x2 3x4 3x4 hết chưa? Dừng phải không? Rồi sao biết dừng ở 3x4 vậy? À, tại tổng E ở phân lớp B là 10. Đúng rồi, tức là mình sẽ viết tới khi nào mà mình đếm E, tổng E phân lớp B là 10 thì mình dừng lại. Vì tới đây mới có 6 à. Vì tới đây mình biết là B6 nữa thì nó bị vượt rồi. Đã B4 thôi, mình 6 còn 4 10 nè. Vậy thì thuộc loại nguyên tố nào em? C, nguyên tố B. E nó trong cuối cùng điền vô phân lớp B thì nó là nguyên tố B. Rồi câu 14, câu này để đem ra ngoài các bạn ha. Rồi làm câu 14 giùm coi Phú. Alo Phú ơi. Rồi sao biết chọn đáp án nào Phú? Xác định số oxy hóa trước của cô. Rồi, hết anh. Là không. Không, CU. CU là tổng 2. Rồi. Bắt đầu 4 2 trừ O trừ 2 gì ớt nhiều. Ớt là tổng 6. Ớt tổng 6. Rồi, quên với sản phẩm, hết anh. Rồi cộng 2 ớt đâu 4 2 trừ. Tương tự cái bên kia nha, CU là CU không. Không, chất này là chất khử. Chất cam là chất khử. Rồi, CU quá đâu 4 là oxy hóa. Oxy hóa. Rồi viết cái quá trình ra nè. Viết anh từ 0 lên viết anh cộng 2 là sao đây?
Dường 2E. Dường 2E. Quá trình này là quá trình gì? Oxy hóa, đúng không? Vậy là sẽ xảy ra sự oxy hóa gì? Sự oxy hóa Z âm nha, sự oxy hóa Z âm. Vậy là còn câu E với câu E đó. Rồi tiếp CO. CO từ cộng 2. Cộng 2. Nhận. Nhận 2. Nhận 2 E xuống. CO0. Quá trình này là quá trình. Quá trình khử. Quá trình khử thì xảy ra gì? Xảy ra quá trình khử. Sự khử. Sự khử về CO hay là CO2 cộng? CO2 cộng. Sự khử CO2 cộng. Nên đáp án là câu B đó. Nè, sự khử CO2 cộng. Tại vì mình ghi cộng 2 là mình ghi theo kiểu oxy hóa, số oxy hóa. Còn này mình ghi theo kiểu ion. Rồi, nghe vậy thì phân biệt giùm cô nha. Chất khử thì tham gia quá trình oxy hóa, bị oxy hóa. Còn chất oxy hóa là chất nhận E. Tham gia là tham gia quá trình khử và bị là bị khử nha. Rồi, câu này là câu B. Tiếp câu 15. Bài làm câu 15 dùng cô ơi Đại. Nghe cô. Rồi. Cô là viết công thức y ong là cộng giá trị. Giờ phải xác định cái này mình học có hai loại liên kết à? Y ong với cộng giá trị, cộng giá trị chia làm hai loại phải không? Có cần với không cần. Vậy làm sao để mình xác định là y ong với cộng giá trị? Cô là viết ra. Viết ra. Viết cấu hình. Viết cấu hình ra. X màu ớ. Mét hai. Mét hai. Mét sáu. Mét hai. Ba B sáu. Rồi. Bối mộng. Rồi, vậy đó nhóm mấy vậy? Nhóm nhóm 1. Còn đây nhóm 1A, kim loại này, kim loại điển hình nè. Còn Y. Y là 16, giờ là 1 x 2, 2 x 2, 2 x 6, 3 x 2, 3 x 4. Nó ở nhóm 6, một kim loại điển hình với lại một phi kim là liên kết y ong. Đúng rồi, nhóm 6A, kim loại điển hình nè, phi kim điển hình. Vậy là ion. Rồi vậy là loại được hai câu còn quá trị như vậy ion. Giờ ion là x y hay là x hay y? Thì mình biết là x y hay x hay y. Không có phân tích hàm tố trên lần lượt là vậy phải viết cái ion của nó đó. Có x là x tạo ion gì, còn y là ion gì, vậy x tạo ion gì, dương hay âm? Cô là ion dương. Rồi x mấy cộng? X một cộng. Rồi x một cộng hay là x hai cộng? Này nó có một nó nhóm 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 một. Nó nhóm một á thì để đạt cấu hình bền hiếm nó sẽ nhường đi một e này nè, để đạt cấu hình của hiếm thì x cộng nhường một e. Còn y? Cô là e nhường y cộng hai. Y thì y là nhận hai e, không tạo ra y hai trừ. Cô hỏi tại sao y nó không nhận một e mà nó phải nhận hai e vậy? Cô là nó có 6, nhận 2 được 8. Đúng rồi, nó nhận 2 vô, nó được 8 nha. Rồi vậy thì cái hợp chất của mình là gì? Ion x cộng hút ion y 2 trừ. Vậy thì cần cái mấy x cộng? Còn 2 y cộng. 2 x cộng. Ủa 2 x cộng. Thì hợp chất là? X y. Sao? Hoặc x 2 y. X 2 y. X 2 y. Đáp án là câu? Okay. Kali nè, cái này là kali, cái này là lưu huỳnh nè các bạn. K2S. Nè.
câu 16. Bạn Hà là Dung Côi hả? Dạ con chọn câu cô C. Câu C, đây thích cô tại sao chọn câu C? Tại vì nó ở nhóm 6A là nó có 6 y nó trong lúc ở nó cái dạng oxy cao nhất của nó là gì hả Hà? Nhóm 6 dạ là H2RO3. Không có cái oxy đó chứ cô chưa hỏi cái axit, cái oxy đó nhóm 6 thì oxy cao nhất đó là RO3. RO3 thì cái axit cao, hợp chất hydroxit cao nhất của nó vậy là axit gì? Dạ là H2RO3. RO mấy? Ủa lộn, RO4. RO4 chứ. Hình thịt này nó là lưu huỳnh đó các bạn. Chứ kỳ 3 nhóm 6 là lưu huỳnh chứ gì. Vậy lưu huỳnh hợp chất oxit cao nhất là RO3. Thì em cho RO3 nó vô nước thì nó ra axit cao nhất cái gì? Ở H2RO4, cái hydroxit cao nhất đó là H2RO4, H2RO4. Rồi câu 17. Hơn. Dạ câu 17 thì cho câu D. D, rồi chúng ta sẽ chọn câu D. Dạ tại vì sang L2 là cái phân cực nó ở giữa, còn hát sang L nó sẽ nghiêng qua sang L tí, ra sang L nó nghiêng hẳn qua sang L luôn. Cái độ phân cực liên kết, nghe em học có ba loại liên kết đúng không? Cộng quá trị, cộng quá trị không cực, rồi cộng quá trị có cực, rồi liên kết ion. Cái sự tan dần và mức độ phân cực là cái của cô vừa kể luôn á, tức là không phân cực là đâu có phân cực gì đâu đúng không? Rồi cộng quá trị có phân cực là nó phân cực một chút, phân cực về phía nguyên tố đậm điện lớn hơn. Còn ion là nó cho hẳn luôn, nó cho hẳn cái e đó đó về bên cái phi kim luôn, cái phi kim cho hẳn cái e nó về về bên phi kim. Kim loại cho hẳn em về bên phi kim. Đó, thành ra là sắp xếp hay sự tan dần độ phân cực là không phân cực trước, đúng không? Rồi có phân cực, cuối cùng là ion. Em sẽ thấy là câu D. Câu 18. Bạn Minh Châu. Dạ thưa cô, mình xác định số oxy hóa. Này ra ngoài cái định số sinh hóa cho nó dễ ha. Trong này nó nhỏ quá, ghi cứ không có thấy. Rồi. Xác định hết ha. Fn. Fn cộng 3. Rồi, Fn cộng 3. Cl. Trừ 1. Rồi. Hát. Cộng 1. Ớ. Trừ 2. Rồi FeCl2. Fe cộng 2. Cộng 2. Cl cộng trừ 1. Trừ 1. Ớ. Không. Rồi HCl. Cộng 1. Trừ 1. Rồi người ta hỏi vai trò của H2O. Vai trò của H2O câu C. Câu C là tại sao chọn câu C? Tại H2O và axit với từ 2 lên 0 mà nó khử. Có nghĩa là em nhìn vô cái H2O thì em thấy là em có cái O không? Cái O từ trừ 2 đúng không? Tăng lên O không? Đó, như vậy là O của em tăng lên, như là cái O trong H2O nó vai trò là chất khử, số tăng lên á, nó là chất khử. Tại H2O chắc chắn là chất khử, như em thấy cái H cộng á, cái H cộng 1 của axit nè, sao phản ứng nó là cộng 1 trong axit HCl nè. Tức là nó là môi trường á, môi trường axit tạo môi trường. Nên cái này em sẽ chọn câu C, tức là nó đóng hai vai trò luôn, vừa là chất khử, vừa là cái chất tạo môi trường, vừa là môi trường axit. Đáp án là câu C.
như như phản ứng với HNO3 vậy đó. Như HNO3 tác dụng với kim loại nó tạo ra muối rồi sẽ không khử nước. HNO3 là vừa là chất oxy hóa vừa là chất môi trường. Đây là con cu sê. Câu 19 tới bạn Minh Châu hả? Nhưng cô câu 19 Minh Châu. Ủa Minh Châu mới làm xong phải không? Dạ. Ờ vậy là bảo ghi là nhiều cái bảo ghi. Số nhỏ nhỏ mà ở phía trên mình gọi nó là gì, đại lượng gì? Số gì? Số nguyên tử. Số nguyên tử. Nhớ không? Cái ký hiệu hóa học của mình là X nè. Vậy chữ nhỏ nhỏ đây là chữ gì? Z nè. Đây là gì? Quên rồi hả? A. Z là số hiệu nguyên tử, A là số khối. Có nghĩa là với cái ký hiệu như thế này nè, ký hiệu nguyên tử như thế này như là 34 là số khối A đó. Đúng không? Cấu hình vậy, ở nguyên tử ít có, mà coi cái nào đúng. Vậy cho cấu hình S cho mình biết số gì hả Duy? Có thể cho mình biết được số gì? Đã cấu hình E với cấu hình E thì mình lấy số hạng nào mình dưới vợ? Cho cấu hình E thì mình lấy số E mình dưới, cho nên là từ cấu hình E thì mình biết được số E là số E là bao nhiêu? Ví dụ có bao nhiêu E? 15. 15 e rồi, vậy là đến được 15 e rồi, từ e sẽ được hạt gì? Nơ trong mình thấy điều số nơ trong từ số e, còn e là 16. Ủa xin lỗi, 15. E bằng hạt gì luôn vậy? Bằng độ tông. Bằng độ tông luôn nè, vậy là e bằng b bằng 15. Vậy sao tìm n? B. Câu B.
Câu 20. Khánh An, Huyền Vương, Khánh An. Dạ, câu câu B. Câu B, rồi tại sao câu B không đúng vậy Khánh An? Cái chỗ 3D đó là phải là 3D1 4X2. Ủa? Dạ à, đúng rồi, 3D1 4X2. Tại sao là 3D1 4X2? Có nghĩa là khi mình viết cấu hình là mình phải viết theo cái thứ tự gì trước? Dạ là 4x2 xong rồi mới tới 3D. Đúng rồi, mình phải phân bố làm sao cho 4x2 xong á, mình phải phân bố tới 3D. Đúng không? Chứ không thể nào mà viết 3D xong rồi vô 4x như vậy. Tức là mình chỉ chuyển về 4x hoặc 1 như trường hợp bên đây nè, là cấu hình bán bỏ qua nè. Đúng không? Hoặc là 3D10 4x1. Đó, chứ không thể nào mà tự nhiên cái chuyển 4x1 3D2 thế này được. Nên cấu hình này là không đúng nha. Tự mới với bình thường 4x2 3D1. Mà chỉ là thành 3D1 4X2 chứ không có lý do để chuyển thành 3D2 4X1 nha. Câu 1 tự luận. Rồi làm câu 1. A giùm cô ơi, bạn ơi. Em thấy hình như bạn thấp. Hello. Rồi cô nghe nè. Logic của nguyên tố R trong công thức G27. Vậy thì hợp chất khí với hydro nó phải có công thức là gì? Lại hydro hết rồi. R2O7 là R nhóm mấy A? Nhóm 7 à. Vậy thì hợp chất khí với hydro nó có dạng là gì? Rồi. Rồi, nhóm 7. Vậy thì hợp chất khí với hydro nó có dạng mấy? Hợp chất khí với hydro hả con? Ừ. Có dạng mấy? Dạ là quá trị nhất trị 7 luôn. Sao quá trị 7 luôn? Thì hôm nay hợp chất là 7 R hả? Vậy là quá trị 1. Quá trị 1 hả? HR. Đúng không? HR. Rồi. Hợp chất khí với hydro có phần trăm hydro hợp chất với hydro của R có 2.74% hydro. À này là cho phần trăm hydro, vậy chuyển 2 ra phần trăm hydro bằng gì? Bằng M hydro. M hydro là mấy luôn? Nghĩa là 1. Phải không? 1. 1 với mẫu. Dạ, 1. 1 cộng cho 1 cộng M của R. Dạ anh em mới tính em hết pin này cô. Rồi, rồi được rồi Thái đi cô, nhờ bạn bấm Thái. Kẹt bấm đi kẹt. Đã đợi em chút. Dạ, sắp xỉ 35.5. Vậy kết luận R là gì?
kiệt làm gì kiệt? R là gì kiệt? Dạ, cờ lo. R là cờ lo. Rồi, cái này là cái dạng oxy cao nhất với lại hợp chất khí với hydro ha. Câu B, giờ so sánh tính phi kim của R với oxy và R với lại cờ lo. Hoài An này, cô đi Hoài An. Vậy so sánh cờ lo với lại oxy. Vậy thì con cờ lo với oxy có cùng chu kỳ cùng nhóm gì không? Cô cho có hình cờ lo với có hình cờ lo đây nè. Cờ lo là 17 1S2 2S2 Cạt không? Oxy Bởi 8 1S2 2S2 2S2 cộng hòa lo tiếp bằng 9 1S2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 
lo là cùng gì? Nhóm. À, cùng nhóm luôn. Cùng một nhóm là nhóm 7A luôn. Vậy thì tính phi kim của cờ lo nó như thế nào so với cờ lo? Cờ yếu hơn đúng không? Cờ lo yếu hơn cờ lo. Rồi, còn oxy. Oxy. Oxy lớn hơn cờ lo. Rồi, sao biết oxy lớn hơn cờ lo? Hai cái bạn đó là không cùng chu kỳ và cũng không cùng nhóm nha, thấy không? Cái chu kỳ 3, cái chu kỳ 2, cái nhóm 7, cái nhóm 6 đó. Hay sao? Thì cái này là nhóm, này là nhóm 6 nè. Nhóm 6A. Này nhóm 7A. Rồi. Oxy là ở chu kỳ mấy, chu kỳ 2 không? Còn cờ lo thì ở chu kỳ Chu kỳ 3 là oxy nằm đây nè, đúng không? Còn cờ lo thì nằm ở dưới đây, đúng không? Chu kỳ 3 với 7A là cờ lo dưới đây. Chị với em theo sánh nguyên tố trung gian, em theo sánh nguyên tố nào? Là ớt. Ớt? Ớt là này phải không? Dạ. Giữa ớt với ô là cái nào mạnh hơn? Ớt. Ô là ô. Ô mạnh hơn, đúng không? Ô mạnh hơn ớt. Ớt với cờ lo. Ớt mạnh hơn cờ lo. Ớt với cờ lo nào mạnh hơn? Cờ lo. Cờ lo mạnh hơn. Vậy thì cờ lo như thế nào so với ô? Cờ lo nhỏ hơn không? Nè, em sử dụng ớt là nguyên tố trung gian đúng không? Oxy yếu hơn. Ủa, oxy mạnh hơn luôn quỳnh. Rồi cờ lo cũng mạnh hơn luôn quỳnh. Hai cái cũng mạnh hơn luôn quỳnh, rồi xem mình so sánh. Ừ, kiếm cái khác. Rồi kiếm cái khác thì kiếm cái khác. B. Phốt pho. Phốt pho là nhóm mấy? Nhóm 2. Nhóm 5A. Nhóm 5 vậy là trang nhóm 5 vô giữa đây. Rồi. Phốt pho nằm đây phải không? Dạ. Rồi vậy phốt pho nằm đây so sánh phốt pho với cờ lo thì cái nào nó mạnh hơn? Dạ. Cờ lo mạnh hơn. Rồi. Vậy đây ta kiếm một nguyên tố nữa là gì? Nito. Ờ, Nito. Phốt pho như thế nào so với Nito?
yếu hơn. Yếu hơn nitơ. Có yếu hơn nitơ, rồi nitơ như thế nào so với oxy? Nitơ nhẫn hơn oxy. Ô lộn. Nhẫn hơn oxy. Ủa cô xin lỗi, cô xin lỗi, nhóm 5 mà xui cô nhiêu giữa, nhầm nhầm rồi, nhóm 5 phải để bên đây. Ờ. Thì nhóm 5 mà chen giữa nhóm 6, nhóm 7, nhầm rồi. Nhóm 5 là qua bên đây lợn. Rồi, phốt pho dưới đây. Vậy là giữa phốt pho với cờ lo là cờ lo mạnh hơn phải không? Rồi, để so sánh với gì nữa? B với O. Vậy phải có một cái sang giữa đó hả là nitơ. Nitơ, rồi. Phốt pho thế nào so với nitơ? Yếu hơn. Phốt pho yếu hơn nitơ. Rồi, nitơ như thế nào so với oxy? Lớp nitơ. Nitơ, oxy. Nitơ. Yếu hơn oxy. Cùng chu kỳ mà. Đúng không? Yeah. Rồi sao? Nó cũng vậy. Cũng vậy. Ờ. Cái oxy với cái oxy với lại cái clo nó không có cái nguyên lực để so sánh. Đúng không? Để cô đổi cái này lại cho mấy bạn so sánh, cái đổi lại cho mấy bạn Lưu Quỳnh đi. Lưu Quỳnh nha. Lưu Quỳnh với lại clo các bạn mới có nguyên lực các bạn so sánh. Nha. Cái này Lưu Quỳnh, vậy thì em so sánh Lưu Quỳnh đi. Chứ oxy em so sánh kiểu này em so sánh không được. Vậy thì Lưu Quỳnh với cờ lo sao so sánh cái nào? Lớn hơn Lưu Quỳnh. Ờ, cờ lo lớn hơn Lưu Quỳnh là do cùng chu kỳ, nhưng cùng chu kỳ 3. Cho nên con này cô đỏ là Lưu Quỳnh cho các bạn làm nha. Cùng chu kỳ 3 thì cờ lo nó sẽ mạnh hơn Lưu Quỳnh. Vậy là cuối sổ đây lại cho các bạn Lưu Quỳnh ha. Chắc định số oxy quá. Ờ, xác định số oxy quá. Rồi, phốt pho là không. Không. Nitơ. Cộng 5. Cộng 5, này trừ 2 nha, cộng 5. Rồi đó 2. Tổng bớt H3B4. Tổng bớt. Còn một cái hai. Rồi. Chất khử chứ oxy quá. Thôi là chất. Khử. Cái nổ 3 là chất. Oxy quá rồi với các cái quá trình phốt pho từ 0 lên phốt pho cộng 5 vậy là cho 5E. Ờ, cho 5E quá trình. Quá trình oxy quá. Oxy quá rồi N từ cộng 5 xuống N cộng 1E. Ừ, một E quá trình. Rồi chọn hệ số 1 5 1 5. Rồi điền lên 5N+4. 5 đi vô N+4. Rồi đây
5 này. Nói đây. Tự bằng rồi phải không? Thì 5H, 13H, 2H tự bằng luôn rồi. Không 10, 15 oxy, 10, 14, 15. Rồi tiếp cô ơi. Nè. Anh sẽ đặt đó nha. Rồi, xác định số oxy hóa là mình vui đạt, mình vui đạt. Nghe cô. Cô lần nữa đây là không. Cô là ớt là cộng 6. Cô là NA. NA cộng 1. Cộng 6. Cộng trừ 2. Cô là trừ 2. Cộng 1. Cộng 2. Ồ, đúng rồi. Trừ 2. Cộng 1 trừ 2. Rồi chất khử chất oxy hóa. Cô là Na là chất khử, oxy hóa là O. 4. 24. Có từ cộng 6 xuống cộng 6. Xuống trừ 2. Ừ. Rồi. Cái quá trình ra là Na 0. Na cộng 1. Không, cộng 1. Nghe cho. E. Ồ, đây này có 2 nè. Có 2 N, E cộng 1, em nghiêng 2 lên đi. Cái này 2. Cái này 2, thành ra là cho. Cho hiểu. E, rồi. Quá trình này là quá trình oxy hóa. Oxy hóa, rồi. Ớt. Ờ, cô là cộng 6, trừ 2 rồi. Cộng 4. Cô nhận mấy E? Nhận 4 E. Nhận có 4 E à? Đúng rồi. Vừa nữa, cộng 6 rồi trừ thêm 2 là nhận 8 nữa. Nhận 8 E rồi. Cô lấy cộng 6 trừ cho trừ 2. Vừa là trừ 2 tới cộng 6. Trừ cho trừ 2. Rồi chọn hệ số cho cô ơi. Cô là 2, 8 là 1, 4. Ủa, 41. 41. Rồi, điện lên. Là 4 nè. Là 4 nè, 2 đúng không? Ừ, 4 nè, 2 đúng không? Vậy là 8 nè. Ừ. Rồi, ớt là 1. Ừ, 1, rồi 1 trừ 2 là 1 nè. Rồi. Đây giờ điếm. Đúng chưa? Đây là một ớt, đây là bên đây hai ớt. Nhiều ớt. Đây có bên phải là có hai ớt. Phải có hai ớt à? Ờ, bốn năm ớt. Năm ớt. Ừ. Năm ớt thì là bên đây với năm ớt. Rồi. Là năm nước. Vậy năm nước. Ủa, H2 là 4 H. Đây là 10H, vậy là 6. Ủa? À, 4. Ở đây là. Đây là khoan được tự nhiên cô. 2, 4. Ở đây là 5 x 2 là 10. Đúng không? 10, ở đây là 4. Đây phải có xung 6 nữa. Vậy là 4 x 2 bằng 8, cộng 2 là 10. Ở đó 4. Đúng rồi, có 4 nước à. Tại vì đây 10H, phải không? Mà đây hết 2H thì còn có 8H à. Nó chỉ 4 nước nha. Oxy bằng rồi đó, oxy là 20 bằng rồi đó nha. Rồi. Rồi xong rồi đấy nha. Tiếp đề chính.
câu coi hai là nhiều bôi hả? Oxy cao nhất. R với hero là RH4. Oxy cao nhất là RO2 nên là quá trị 4 nè. Thành ra trong hợp chất khí với hero nó phải là RH4. RH4. Rồi. Phần trăm hero. Bao nhiêu? Nha là bằng 4. 4. Ừ. Ở chia cho R cộng 4 nhân 100. Đúng rồi. Hay là dạ là 12 carbon. Nghĩa là 12. Rồi em chọn carbon nha. Cô em. Còn cái này cũng là cái dạng oxy cao nhất với hợp chất khí với hydro như hồi nãy nữa đó. Ví dụ người ta cho oxy cao nhất thì em sẽ chuyển về hợp chất khí với hydro, trong đó người ta cho phần trăm H hoặc trần phần trăm R gì đó. Còn người ta cho hợp chất khí với hydro thì em suy lại oxy cao nhất, người ta sẽ cho phần trăm O hoặc là phần trăm R đúng oxy cao nhất, mình chuyển qua chuyển lại với hai dạng đó thôi, với áp dụng công thức tính phần trăm khối lượng vô. Rồi, câu 2. Câu 2 là oxy có 3 đồng vị, vậy hỏi số phân tử O khác nhau. Rồi vậy nó cũng nghe có bao nhiêu? Hơn. Nhiều không? Dạ là cũng đến 6 cục. 6 là cái nào nó cũng nghe rồi. Dạ là U16 vô 17, U16 vô 18. Sao ra 6? Hả? Sao ra 6? Cô nghe gì có 3 cái mà nó 6 là ra sao? À lộn cô. Rồi. Giờ mấy? Ô 16. Ô quên xin lỗi số khối trên đây. Ô 17. Ô 18. Mà mình biết phân tử oxy là gần mấy nguyên tử oxy? Giờ là 2. Ờ mình học như liên kết rồi, hai nguyên tử oxy vậy nè, liên kết đôi. Vậy thì giờ mình ghép thôi. Ghép ô nào với ô nào? Dạ ô 16 vô 17. Ờ 16 vô 17 rồi mấy nữa? Dạ 16 với 18. Ờ 16 với 18. Rồi. Dạ là 17 với 18. 17 với 18. Rồi. Chỉ có 3 cái à hả? Dạ. 16 với 16 được không? Dạ không. Sao không được? Dạ tại vì nó hết ô rồi mà. Hết ô là sao? Trời đâu phải người ta lấy cho em mỗi cái có một cái đồng vị đâu. Hiểu không? Cái số lượng á, cái số lượng nó rất là nhiều, ô 16, nhiều ô 17, nhiều ô 18, chứ đâu phải là chỉ có là mỗi cái lấy cho em một cái đâu. Hiểu không? Dạ. Yeah. Mình kết hợp tối đa luôn, ví dụ như trong tự nhiên của mình, ví dụ như trong tự nhiên của mình đi. Nó có 3 đồng vị vậy thì nhiều khi ô 16, ô 16 nó gặp nhau nó vẫn kết hợp được thôi. Chứ đâu phải nó phải lựa bạn khác nó mới chơi chung. Nó mới tạo thành liên kết đâu. Hiểu không? Ừ, 16 với 16 nó vẫn tạo thành liên kết được mà. Rồi mấy nữa? Dạ, 17 với 17. Ừ. 10. 18, 18. Thành ra là 6 cái. Nó hỏi số phân tử tối đa mà. Ví dụ khi nào mà cũng là con này người ta hỏi là số phân tử oxy tạo ra từ các đồng vị khác nhau á. Có nghĩa là ý là trong cái phân tử oxy là tạo nên từ hai cái đồng vị, hai đồng vị phải khác nhau á thì mình chọn 3 nha. Còn nó hỏi tối đa thì em phải tính luôn trường hợp mà hai cái đồng vị giống nhau nữa, nên là 6 cái nha. Rồi câu A nha.
câu 3. À, cái này cho sẵn cấu hình luôn rồi để em xét giùm cô ơi. À, Minh Châu. Dạ. Cái x là 4x1 không? Dạ. Cái y là 2x. Số 2 mất tiêu rồi. 2x2 á, 2x2 25 á. Rồi. Hỏi liên kết. Chị liên kết gì? Có x1 là nhóm máy, x ở nhóm máy. Nhóm 4. Sao? Cái đó hình đó nhóm 1 em. Nhóm 1A là kim loại á. Còn 2x2 2B5 là nhóm máy. Nhóm 7 à. Nhóm 7 là phi kim. Có không? Một cái là nhóm 1A kim loại kiềm, một cái là nhóm halogen. Mà cái đó là phở lo luôn á, phi kim mạnh nhất luôn á. Vậy thì cái liên kết là liên kết gì? Cộng quá thì có cái. Ồ, một cái kim loại với một cái phi kim mạnh. Kim loại mạnh, phi kim mạnh. Liên kết gì? Cộng hóa trị có cực. Chưa đúng. Cộng hóa trị có cực thì thường một cái phi kim. Không? Một cái phi kim, hai cái phi kim khác nhau. Ở mức độ phân cực, cái độ âm điện nó chênh lệch nhiều. Hoặc là một cái kim loại với một cái phi kim, nhưng mà thường cái kim loại là kim loại không điển hình. Còn giờ kim loại là điển hình luôn là kali đó. Nè, cái này là kali và cái này là phờ lo luôn á. Thì liên kết nó phải là liên kết gì? Liên kết ion. Ờ, liên kết ion. Rồi, tính phần trăm đồng vị của magie. Rồi, đàn câu này giùm cô ơi. Đây ta. Minh Châu hả? Giùm cô Minh Châu. Con mới làm mà cô. Ủa, cô cứ ở bạn trong với bạn Hưng hoài ta. Rồi, Bảo Duy là dùm cái Bảo Duy. Cứ thử là gọi bạn Hưng. Chỉ là dùm cô có 4 thôi Duy. Dạ. Yeah. Xài công thức nguyên tử khối trung bình vô. Đúng không? Vậy thì A trung bình của MG bằng gì hả Duy? Công thức nào công thức cái đi Duy. Công thức là gì? A nhỏ. A1 hả? Đúng không? B nhỏ A 2. Hai đồng vị à? Chị cho trăm. Rồi thế vô nè. A nhỏ là gì? Là phần trăm của đồng vị thứ nhất. Chị mình biết phần trăm đồng vị thứ nhất là bao nhiêu chưa? Mình coi như mà gọi 24 đồng vị thứ nhất đi nha. Mình gọi 25 là đồng vị thứ hai. Thì phần trăm của đồng vị mình gọi 24 mình có chưa? Chưa. Vậy mình giữ chữ A lại nha. Rồi, số khối của đồng vị thứ nhất là bao nhiêu gì? 24. 24. Rồi, tiếp cộng phần trăm của đồng vị thứ hai có chưa? Chưa. Nhưng mà mình biết là mối quan hệ của B với A là gì? B sẽ bằng gì? B bằng A. Ở 100 trừ A. 100 trừ A. Đúng không? Vậy có hai cái đồng vị nên tổng là 100%. Rồi số khối đồng vị thứ hai. 25. Rồi tất cả chi cho 100. Rồi bấm xếp con tìm A đi Duy. Thank you.
Vậy thì trả lời nè, phần trăm cái đồng vị mà g 24 là nhiêu? Là 69. Ờ, 69%. Vậy thì phần trăm đồng vị mg 25 là 31. Là 31. Câu C. Ở đây mình áp dụng công thức thôi. Ở với lại chú ý là chú ý cái đáp án A, đáp án C nha. Mình thấy thứ tự nó bị đổi, nó đổi chỗ nè. Cho nên là nó sẽ theo cái thứ tự đề hỏi nha. Ví dụ như đề cho 24 trước là mà khi mình trả lời phần trăm mình sẽ trả lời phần trăm 24 trước, cho 25 sau nha. Rồi câu câu bậc câu năm. Khánh An, thằng đuôi Khánh An. Dạ cô. Là mình viết câu hình ra. Là 1x2, 2x2, 2x6, 3x2, 3x4. Rồi. Rồi, xác định vị trí, chu kỳ. Là nó là chu kỳ 3. Dạ, nhóm 6A. 6A, chu kỳ 3, nhóm 6A, đáp án là câu? À, câu D. D, rồi. Rồi, các câu còn lại, các câu còn